nhân danh cha và con và thánh thần amen tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh marco hết ngày sa bát bà maria madalena bà maria mẹ ông jacobe và bà salome mua thuốc thơm để đi sức xác chúa giêsu và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần khi mặt trời hé mọc các bà đến mồ họ bảo nhau ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta khi đưa mắt nhìn các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh mà tảng đá đó rất lớn các bà đi vào mồ thấy một thanh niên ngồi bên phải mặc áo dài trắng nên các bà khiếp sợ nhưng người đó bảo các bà rằng: Các người đừng sợ. Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nazareth chịu đóng đinh, nhưng người đã sống lại không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt người. Các bà hãy đi nói với các môn đệ người, nhất là với Phêrô rằng: Ở đó các ông sẽ thấy người như người đã từng nói trước nhưng các bà chạy ra khỏi mồ trốn đi run rẩy kinh hồn chẳng dám nói gì với ai vì sợ hãi kính chào quý cụ cô bà và quý anh chị em thân mến trong một chú Kitô quý vị đang nghe bài chia sẻ lời Chúa của thánh lễ đêm vọng phục sinh trên kênh YouTube lời yêu thương của tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà Chúa miền hải ngoại kính thưa quý cụ, cô ông, bà, chị em, ngày thứ bảy tuần thánh là một ngày hầu như thinh lặng hoàn toàn. Ngày hôm nay nói về phụng vụ thì từ sáng đến chiều hầu như không có một nghi thức, một nghi lễ long trọng hay là đặc biệt nào mà giáo hội muốn mỗi người chúng ta dành giờ thinh lặng để cùng với Đức Giêsu Kitô đi vào trong mổ và cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ sầu bi khóc thương vì cái chết của Chúa Giêsu Kitô đứng đã gánh lấy tội của trần gian gánh lấy tội của mỗi người chúng ta và đã chết trên thập giá và đưa được mai táng ở trong mổ. đúng vậy có lẽ là chúng ta cần phải có một ngày thanh lặng thanh lặng để suy tư để cầu nguyện để nhìn lại tình Chúa dành cho chúng ta và nhìn lại con người của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta, cộng đoàn của chúng ta. Đôi khi cuộc sống quá bận rộn, rồi chúng ta luôn luôn có những công việc, luôn luôn có những sự kiện, luôn luôn có những biến cố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Để rồi chúng ta hầu như bị cuốn hút trong dòng đời. Chúng ta không có giờ để nghĩ đến liên hệ của chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với nhau. Và ngay cả chăm sóc chính bản thân mình nữa, đặc biệt là chăm sóc cho đời sống thiêng liêng. Vậy ngày thứ bảy tuần thánh này, chúng ta hãy cùng với Đức Trinh Nữ Maria thinh lặng để chiêm ngắm, để suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu Kitô cùng trong mồ với Ngài. Rồi suốt cả một ngày thinh lặng như vậy thì chúng ta tới buổi tối thì chúng ta có một thánh lễ trọng hơn tất cả mọi thánh lễ như lời Thánh Augustino nói rằng đêm vọng phục sinh là một đêm mẹ của tất cả các đêm vọng, của tất cả các đêm chờ đợi. Cái giây phút mà cả hoàn vũ, cả vũ trụ, cả nhân loại chờ đợi cuối cùng đã đến. Đêm vọng phục sinh. Điều thứ nhất trước khi chúng ta đi vào bài tin mừng, vào bài chia sẻ thì tôi muốn nói một chút về những cái nghi thức phụng vụ trong đêm vọng phục sinh này có rất nhiều nghi thức rất là phong phú, rất là ý nghĩa và trọng đại. Điều đầu tiên là gì? Chúng ta thấy thánh lễ vọng phục sinh luôn luôn được cử hành vào trong đêm tối. Nếu như cử hành vào buổi tối thì phải chờ cho đến lúc mặt trời lặn tối rồi thì mới được tổ chức. Còn nếu như tổ chức vào sáng sớm thì thánh lễ vọng phải kết thúc trước khi mặt trời mọc. Có nghĩa là phải tổ chức ở trong đêm tối. Tại sao lại tổ chức ở trong đêm tối? Thưa, tổ chức ở trong đêm tối là bởi vì thứ nhất đó là để cho chúng ta trong thánh lễ này đi lại lịch sử cứu độ, lịch sử mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, tạo dựng nên vũ trụ và Thiên Chúa đã cứu chuộc con người như thế nào. Thì như chúng ta biết, khi từ thổi ban đầu mọi sự trong u tối như sách Sáng Thế Ký nói, rồi ngày đầu tiên Thiên Chúa mới tạo dựng nên ánh sáng cho nên vì vậy cái đêm tối này để nói tới rằng sắp giữa đây khi chúng ta làm phép lửa thiên chúa đã tạo nên ánh sáng như thế nào thế là nó ở trong đêm tối để nhắc nhở cho chúng ta tới biến cố mà Chúa Thiên Chúa đã tạo dựng nên à, vũ trụ tạo dựng con người đặc biệt là tạo dựng nên ánh sáng trong ngày đầu tiên như thế nào. Cái nghĩa thứ hai của trong đêm tối là chúng ta thấy rằng hầu như tất cả các bài tin mừng không cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sống lại vào giờ nào lúc nào. Nhưng mà các tin mừng đều nói rằng vào buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, sáng sớm lắm, còn tờ mờ tối khi mà trời vừa mới bắt đầu chuẩn bị ló dạng thôi, thì các bà người phụ nữ đi ra ngoài mồ để thăm mồ Chúa Giêsu Thì khi các bà ra thì đã không thấy Chúa ở trong mồ nữa rồi. Hay nói cách khác là Chúa đã sống lại rồi. Nếu vậy có nghĩa rằng Chúa đã sống lại ở trong ban đêm, trong đêm tối và bà thương bạn bà, anh chị em đêm tối cũng là à, cái hình ảnh mà thánh kinh thường sử dụng để nói cái việc Chúa lại đến. Ừ, ví dụ như là à, trong các dụ ngôn thì chính Chúa giêsu cũng nói rằng anh em phải tỉnh thức vì lúc anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Ừ, hay là trong cái dụ ngôn 10 cô trinh nữ, năm cô khôn ngoan, năm cô khởi dại đấy à, thì trong lúc đêm chờ đón chàng rể đến rồi đêm khuya chàng rể mới đến. À, thế là rất nhiều lần à, trong thánh kinh à, nói tới việc thiên chúa lại đến ở trong đêm tối khi người ta không ngờ thế là tổ chức ở trong đêm tối để cho chúng ta cũng ý thức rằng không phải là chúa sống lại trong ngày phục sinh không mà chúa đã đến rồi à, chúa nhưng mà chúa sẽ lại đến nữa và đến lúc ta không ngờ cho nên trong đêm tối đó cũng là nói tới cái tâm tình chờ đợi chúng ta nói là đêm vọng phục sinh mà vọng là gì vọng là chờ đợi và khi một người chờ đợi thì luôn luôn tỉnh thức để mà chờ đợi à, thì bên tiếng anh thì họ gọi là cái, cái virtual mass virtual có nghĩa là gì là luôn luôn tỉnh thức là chờ đợi à, đặc biệt là trong các đan viện à, cái giờ kinh gọi là là được chinh vitals có nghĩa là cái giờ kinh đêm à, không biết ngày nào lúc nào chú đến cho nên các đan sĩ được mời gọi luôn luôn tỉnh thức rồi ngay trong đêm họ cũng đọc kinh để chờ đợi Chúa đến. Cho nên vì vậy mà đêm vọng phục sinh cũng được cử hành ở trong đêm tối. Rồi chúng ta thấy cái nghi thức đầu tiên của đêm vọng phục sinh là gì? Là nghi thức làm phép lửa. Làm phép lửa. Thế là khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ thì ngày đầu tiên Chúa tạo dựng nên ánh sáng. Nhưng mà khi nguyên tổ của chúng ta phạm tội thì bóng tối đã đi vào trong thế gian đã làm lúng đoạn cái ánh sáng tinh tuyền mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên từ thuở ban đầu. Cho nên trong đêm vọng phục sinh này, khi chúng ta làm phép lửa hay nói cách khác là tạo nên một luồng sáng mới mà Chúa Giêsu Kitô đứng phục sinh là ánh sáng, ánh sáng nhân loại, ánh sáng mới chiếu rọi vào trong thế gian, chiếu rọi vào trong tâm hồn của chúng ta, cho nên ngày hôm nay làm phép lửa để nói tới ánh sáng mới ánh sáng này là ánh sáng Chúa Kitô để chiếu rọi lại bởi vì khi Chúa Giêsu chết và phục sinh ngài sắp đặt lại cái trật tự mà tội đã làm rối loạn ở trong vũ trụ trong đời sống của chúng ta cho nên có nghi thức làm phép lửa rồi sau đó linh mục dùng cái lửa đó để châm vào cây nến phục sinh cái nến phục sinh và cái nến nó được rước À, đi đầu và mỗi lần à, dừng lại thì được tung hô rằng à, đây là à, ánh sáng Chúa Kitô rồi mọi người tạ à, ơn Chúa ánh sáng Chúa Kitô Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi sự chết hay nói cách khác là Chúa Giêsu đã chiến thắng tối tăm đêm tối để mang lại ánh sáng mới ánh sáng hy vọng à, cho thế gian cho con người thế là đoàn rước đầu tiên là cây nến phục sinh rồi mọi người đi theo sau cây nến phục sinh đó hình ảnh rồi có sông hương cây nến phục sinh hình ảnh này nhắc nhở tới chúng ta biến cố gì biến cố khi mà thiên chúa dẫn dân do thái rời ai cập để đi đến đất hứa thì sách xuất hành là cái câu chuyện rằng họ đi như vậy thì ban ngày thì có những áng mây che mát để họ đi và ban đêm thì có những cột lửa để soi đường họ đi hình ảnh đến phục sinh đi đầu dẫn đường để nhắc nhở chúng ta như là à, ánh sáng của Chúa đã dẫn dân Do Thái vượt qua à, đi qua để mà đến đất hứa thì hôm nay ánh sáng chúa Kitô lại dẫn chúng ta vượt qua tội lỗi và cái chết để đi vào niềm hy vọng đi vào sự sống mới hay là cả một bầu không gian tối tăm như vậy mà ánh sáng chúa Kitô chiếu rọi lên mọi người hướng về ánh sáng chúa Kitô À, rồi khi đi vào nhà thờ, cái nến đó được cắm vào ở nơi chỗ rồi được xông hương à, những cái khói đó như là những cái áng mây tượng trưng như những áng mây mà che chở cho người Do Thái. Chúng ta thấy rằng Thánh lễ phục sinh một cách nào đó diễn tả lại cho chúng ta à, biến cố hành trình à, lịch sử cứu độ Thiên Chúa đã tạo dựng và Thiên Chúa đã cứu chuộc con người như thế nào. Rồi khi cái nến phục sinh rồi thì à, sẽ có một thừa tác viên À, có thể là linh mục hoặc là thầy phó tế hoặc là một giáo dân để mà hát à, à, bài Các vọng phục sinh, một bài hát vĩ đại à, trong đêm tối dưới ánh dưới ánh nến phục sinh, à, tiếng hát cất lên mừng vui lên, mừng vui lên, hoan hỷ lên, Chúa Kitô đã chết và nay đã sống lại rồi. Hãy vui mừng lên một cái niềm vui tuyệt vời sau 40 đêm ngày À, ăn chay cầu nguyện, hy sinh hãm mình, đền tội và giây phút này là giây phút bùng nổ, giây phút chúng ta bừng dậy mừng cái ngày mà chúng ta chờ đợi một cái biến cố lịch sử có một không hai một biến cố mà thay đổi hoàn toàn vũ trụ, thay đổi hoàn toàn con người của chúng ta đặc biệt là mang đến cho nhân loại một hy vọng, một hy vọng vĩ đại, một hy vọng vĩnh cửu. Cái bài hát Ca vọng phục sinh đó để cho chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa cũng đã yêu thương con người, Thiên Chúa đã cứu chuộc con người như thế nào và Thiên Chúa tiếp tục dẫn dắt và nuôi dưỡng con người như thế nào. Sau khi phần vào thì chúng ta thấy rằng trong thánh lễ ngày hôm nay cũng chia thành bốn phần chính vào nào? Cái phần đầu tiên là phần làm phép lửa mà chúng ta vừa mới cùng nhau đi qua rồi hát ca vọng phục sinh rồi sau đó là tới phần thứ hai là phần phụng vụ lời Chúa. Thì phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay rất đặc biệt nếu đầy đủ sẽ được đọc bảy bài thánh thư uh, trong sách cựu ước một bài tân ước và một bài phúc âm nữa là tổng cộng gồm chín bài lời của chúa tại sao ngày hôm nay lại đọc nhiều bài lời chúa như vậy thưa ông bà anh chị em bởi vì ngày hôm nay như tôi nói là một ngày rất đặc biệt một thánh lễ trọng hơn tất cả mọi thánh lễ một thánh lễ trọn vẹn uh, như lời thánh augustino nói tôi đã nhắc từ đầu đấy Hôm nay là là đêm của mẹ của tất cả các đêm vọng. Mà đọc nhiều bài đọc như vậy để một lần, ít nhất một năm một lần, Giáo hội luôn mời gọi chúng ta lắng nghe lịch sử cứu độ. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người vì tình yêu như thế nào và vì tình yêu Thiên Chúa đã cứu chuộc, cứu độ con người như thế nào, đã mang lại sự giống như thế nào. À. Cho nên ngày hôm nay đọc nhiều bài đọc để cho chúng ta thấy được uh, lịch sử cứu độ. Mà hôm nay thì tôi muốn dùng một cái từ khác à, Thay vì nói về lịch sử cứu độ Thì tôi muốn dùng cái từ là à, Hôm nay chúng ta nghe cái câu chuyện tình Một câu chuyện tình giữa thiên chúa và con người Một câu chuyện tình vĩ đại Tôi nghĩ rằng à, nếu chúng ta đọc Thánh Kinh à, Với cái ý niệm rằng à, Thánh Kinh là một câu chuyện tình vĩ đại nhất à, Trong lịch sử nhân loại Không có một câu chuyện tình nào dài và vĩ đại à, Một cái câu chuyện tình lâm ly bi đát một câu chuyện tình của thiên chúa yêu thương con người để rồi phải chấp nhận tất cả cả tủi nhục cả đau khổ vì tình yêu và cuối cùng cái tình yêu đó đã chiến thắng như thế nào à, thì chúng ta thấy rằng à, các bài đọc lời của chúa à, bài đọc đầu tiên thì chúng ta à, sẽ nghe bài trích sách à, sáng thế ký để nói tới à, ban đầu không có gì cả và có thiên chúa thì có tất cả thiên chúa đã tạo dựng nên tất cả và rồi vì yêu thương thiên chúa đã tạo nên một gia lập một giao ước với con người với a e eva một giao ước tình yêu đó à, và rồi con rồi bài sang bài thứ hai đó là bài trích thư cũng sách sáng thế ký thiên chúa lại lập một giao ước với abraham chúng ta thấy thiên chúa hết lần này đến lần khác lập ra các giao ước với con người những giao ước của tình yêu chính ra một giao ước thì phải là giữa hai con người uh, uh, có quyền hành hay là có giá trị bằng nhau nhưng mà đối với thiên chúa thì ngài luôn luôn cao hơn còn chúng ta thấp hơn vậy mà thiên chúa lại tự hạ mình xuống bằng với chúng ta để lập ra những giao ước với chúng ta vì ngài yêu thương chúng ta uh, ngài đã uh, nói với uh, abraham uh, là ngài sẽ ban cho ông một dòng giỏi uh, đông như sao trên trời như cát dưới biển để chúc phúc cho ông vì lòng trung thành của ông với thiên chúa rồi sang bài đọc thứ ba thì chúng ta nghe tới bài chức sách xuất hành à, nói về việc à, à, Thiên Chúa đã cứu dân Do Thái vượt qua biển đỏ như thế nào một cái à, thiên hùng ca vĩ đại à, mà Thiên Chúa đã cứu người Do Thái như thế nào rồi sang bài đọc thứ bốn thì chúng ta lại đọc sách của tiên tri Isaiah à, nói về việc à, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người nhưng mà dân của Chúa thì lại phản bội lại Chúa phản bội lại Chúa, bất trung với Chúa, không trung thành với tình yêu của Chúa, nhưng mà Chúa thì luôn luôn trung thành, cho nên khi dân Chúa ăn năn sám hối thì Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho họ uh, bằng một tình yêu vô bờ bến và tiếp tục cái cuộc tình đối với họ. Sang bài đọc thứ năm cũng là bài sách tiên tri Isaiah để nói về uh, Thiên Chúa uh, đã đã đăng thi hành lời hứa, chúng ta nhớ là khi nguyên tổ chúng ta phạm tội thì vì Đức công bằng lẽ công bằng cho nên thiên chúa phải phạt con người nhưng mà phạt thiên chúa không rơi, bỏ rơi con người mà ngay sau đó thiên chúa lập tức hứa ban một đứng cứu thế đến để chuộc tội cho con người để cứu con người thì bài thánh thư thứ năm à, trong sách tiên tri saia này lại nói cho chúng ta về việc thiên chúa từng bước từng bước một sẽ thực hiện cái lời hứa của chúa là ban đứng cứu thế đến để chuộc tội cho con người sang bài đọc thứ sáu thì chúng ta nghe à, bài đọc của Uh, tiên tri baruch uh, để nói tới việc uh, thiên chúa đã cứu dân do thái như thế nào cứu dân riêng của ngài như thế nào đổi ban cho ngài uh, cho họ bình an thịnh vượng như thế nào khi mà họ uh, vâng phục luật lệ của chúa họ trung thành với chúa qua bài thánh thư thứ bảy uh, sách tiên tri zekeen uh, thì uh, lại một lần nữa nhắc nhở về thiên chúa đã yêu thương và tha thứ cho dân của người và không trừng phạt họ nhưng thánh hóa họ và biến đổi họ. À, sau đó chúng ta đọc bài đọc à, thứ 8 đó là bài à, trích thư của thánh Phaolô Tông đồ gửi à, tín hữu Roma để nói về chúng ta là những người à, qua bí tích rửa tội đã cùng chết với Đức Kitô thì chúng ta cũng được sống lại với người hay nói cái khác đó cũng là một cái giao ước à, một cái giao ước Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa thực hiện lời hứa của chúng ta để rồi qua cái chết và phục sinh của Chúa Kitô chúng ta có các bí tích và bí tích đã thanh tẩy chúng ta, đã tẩy rửa tội lỗi của chúng ta, đã một lần nữa gắn kết chúng ta với Thiên Chúa để cho chúng ta được trở nên con cái của Ngài. À, rồi sang bài tin mừng chúng ta nghe trong ngày hôm nay đã kể lại biến cố các bà ra ngoài thăm mồ Chúa vào tảng sáng sáng à, và Chúa à, đã sống lại và các bạn bà, bà đã được à, sứ thần truyền à, cho các bà à, là hãy nói với các tông đồ rằng Chúa sẽ gặp các ông ở Galilea đó là những bài đọc chúng ta thấy rằng một bài đọc rất dài để nói tới lịch sử cứu độ, nói tới câu chuyện tình mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, một câu chuyện tình Thiên Chúa luôn luôn trung thủy với tình yêu của Ngài, Thiên Chúa luôn luôn trung thành với những lời hứa của Ngài và con người thì biết bao nhiêu lần đã từ chối đã chối bỏ nhưng mà Thiên Chúa không từ chối. Rồi hết phần phụng vụ lời Chúa rồi thì chúng ta bước sang phần thứ ba, đó là phần thanh tẩy và trước khi bước vào phần thanh tẩy thì chúng ta có nghi thức làm phép nước nước mới nước phép mới nước phép cũ của năm trước chúng ta đã bỏ đi và chúng ta bắt đầu làm phép nước phép mới nước phép mới này để cử hành trong các nghi thức của bí tích rửa tội cũng như là làm phép các ảnh tượng vân vân tức là có nghi thức làm phép nước này và chúng ta thấy nước một trong những cái công dụng của nước là gì nước là để tẩy rửa để tẩy sạch và nước cũng cho chúng ta sự sống nữa. À, chúng ta không có thức ăn thì chúng ta có thể chết lâu hơn mới chết, nhưng mà không có nước thì chúng ta sẽ chết sớm hơn. Cho nên vì vậy mà nước là cần cho sự sống. Hôm nay chúng ta làm phép nước và sau khi làm phép nước thì nếu những giáo sứ nào à, có những người dự tòng thì đây là trong cái đêm này là những người dự tòng sẽ được lãnh nhận bí tích rửa tội à, và à, có thể là hoặc là những ai đã rửa tội rồi thì lãnh nhận bí tích thêm sức. Đó, rồi họ cũng sẽ được uh, rước mình thánh của Chúa à, trong đêm hôm nay đây là một cái nghi thức uh, có một truyền thống lâu đời trong đời sống giáo hội à, trong suốt cả mùa chay những người dự tòng này đã được chuẩn bị tâm hồn họ ăn năn sám hối họ được học hỏi về giáo lý về đức tin để rồi trong đêm nay đêm đặc biệt họ được lãnh nhận bí tích thanh tẩy họ được rước mình thánh Chúa họ được thêm sức hay được gọi là các bí tích khai tâm à, khai tâm và tại sao lại quan trọng để cử hành các bí tích này trong thánh lễ đêm vọng phục sinh trong khi đó thánh lễ đã có quá nhiều nghi thức kéo dài rồi thưa có cái việc uh, thanh tẩy uh, và cho các uh, dự tòng những người lớn được rửa tội thêm sức trong đêm hôm nay để nói tới cái sự gắn kết giữa cuộc tử nạn phục sinh của Chúa tô với các bí tích hay nó có khác là gì là những bí tích mà uh, chúng ta nói chung và các anh em chị em dự tòng nói riêng được lãnh nhận trong đêm hôm nay chính là cái hiệu quả là hoa trái của cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Cho nên để muốn gắn kết cuộc tử nạn phục sinh của Chúa với những cái hoa trái đó cho nên giáo hội đã à, cho cử hành à, bí tích rửa tội, các bí tích khai tâm cho những anh chị em dự tòng là người lớn trong đêm hôm nay. Rồi à, sau đó thì mọi người lại được một lần nữa thắp cây nến lên thắp nến lên chúng ta thấy là đoàn rước tôi xin lỗi đầu tôi không nói là ngoài cây nến phục sinh thì mọi người còn được phát cho một cái cây nến nhỏ để rước vào nhà thờ và lúc này thì cây nến nhỏ đó lại một lần nữa được thắp lên và ánh sáng ánh lửa là được lấy từ cây nến phục sinh để chăm cho những người tân tầm cũng như là cho tất cả mọi người giáo dân và cùng nhau để tuyên xưng đức tin thế là lúc này thì linh mục chủ tế sẽ hỏi rằng ba điều anh chị em có tin vào thiên chúa không à, ba lần rồi hỏi ông bà anh chị em có từ bỏ tà thần ma quỷ không thì đây là việc mà chúng ta nhắc lại cái lời hứa mà chúng ta đã thầy hứa trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội cũng như là bí tích thêm sức và cái cây nến mà chúng ta cầm trong tay cũng nhắc nhở cho chúng ta tới cây nến mà chúng ta cũng được lãnh nhận trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội từ cây nến phục sinh ánh sáng chu tô đó là từ ngày chúng ta được rửa tội, chúng ta để cho ánh sáng của Chúa Kitô soi dẫn con người cuộc đời của chúng ta. À, chúng ta không đi theo bóng tối nữa, chúng ta không sống trong bóng tối của tội lỗi nữa, chúng ta không đi trong bóng tối của Satan nữa, mà chúng ta để cho ánh sáng của Chúa Kitô soi dẫn cuộc đời của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta là chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta. À, một lần nữa để nhắc nhở lại niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa và chúng ta quay lưng lại với sự giữ uh, với đêm tối của ma quỷ của Satan. Thế là chúng ta kết thúc cái phần thứ ba của đêm vọng Phụng Sinh rồi chúng ta bước vào cái phần thứ tư cái phần cuối cùng đó là phần uh, Phụng vụ Thánh Thể. À, thì Phụng vụ Thánh Thể được diễn ra bình thường nhưng mà một lần nữa chúng ta cũng thấy được cái sự gắn kết giữa phần Phụng vụ Thánh Thể vào tất cả các cái phần của trong đêm vọng phục sinh à, bốn phần của đêm vọng phục sinh gắn kết liên kết chặt chẽ với nhau trong mầu nhiệm à, à, tứ nạn và phục sinh của chúa Kitô hay là trong gọi là trong mầu nhiệm vượt qua của Chúa à, Chúa đã đau khổ như thế nào đã chết như thế nào và sống lại như thế nào lên trời như thế nào và những cái hoa trái của, của tứ nạn phục sinh của Chúa à, đã được à, mang đến cho chúng ta như thế nào được diễn tả à, trong cái đêm vọng phục sinh qua bốn cái phần uh, của uh, thánh lễ vọng, rồi chúng ta nói riêng tới bài tin mừng ngày hôm nay, uh, thương bà anh chị em, uh, tôi lấy chủ đề của uh, bài chia sẻ hôm nay là uh, yêu là hy vọng và đúng vậy, thương bà anh chị em, uh, chúng ta nghe trong bài tin mừng là những người phụ nữ sau khi chúa Jesus chết rồi, hầu như cái niềm hy vọng của họ bị đập tan ra bị dập nát ra. Các tông đồ cũng vậy. Biết bao nhiêu những hy vọng rằng Chúa Giêsu Kitô là đứng cứu thế, ngài đến để ngài sẽ cứu dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ của người Roma, thoát khỏi tội lỗi vân vân. Biết bao nhiêu niềm hy vọng, bao nhiêu niềm vui, những kỷ niệm đẹp cùng với Chúa Giêsu đã bị đập tan nát qua cái chết của ngài ở trên thập giá. Các tông đồ, các môn đệ những người phụ nữ này rất đau buồn đau buồn lắm nếu như chúng ta đã có từng có những trải nghiệm một người thân yêu rất thân yêu của chúng ta đã chết và chết một cái chết đau đớn một cái chết nhục nhã một cái chết tức tưởi thì chúng ta đau đớn buồn sầu và thất vọng và đôi khi bi quan như thế nào thì cái đau buồn của các bà của các môn đệ thấy còn hơn như vậy nữa bởi vì họ không phải chỉ mất đi một người thân là Chúa Giêsu mà họ bị mất đi một cái niềm hy vọng rất lớn lao mà họ đã nuôi dưỡng họ đã chờ đợi biết bao nhiêu lâu nay nhưng mà các bà đã không để cho cái niềm đau đó chôn vùi đi cái hy vọng trong tâm hồn của các bà cho nên dù rằng đau buồn dù rằng thất vọng và sợ hãi nữa nhưng mà rạng tảng sáng các bà đã mau mắn chờ đợi cho đến cái giây phút có thể được ra mồ để văm thăm mồ của Chúa. Hay nói cách khác là gì? Là các bà không để cho những đau khổ, những sự thất vọng, những sự u buồn trong cuộc đời của các bà làm cho các bà bị tê liệt. Không, các bà đã trối dậy, các bà đã ra đi và các bà đã làm việc bác ái đến để thăm mồ của Chúa để các bà sức giàu cho Chúa. Thế là cái đau buồn các bà không phải là tuyệt vọng, không phải là hoàn toàn làm các bà tê liệt mà các bà vẫn cái niềm hy vọng. Tình yêu của các bà dành cho Chúa đã cho các bà một cái niềm hy vọng để các bà tiếp tục đi ra ngoài mộ. Các bà vẫn tin vào Chúa, các bà ra đó với lòng bác ái để thăm mộ của Chúa. Về để đáp trả lại tình yêu của các bà, lòng bác ái của các bà, niềm hy vọng nho nhỏ tin tưởng vào Chúa của các bà, thì Chúa đã ban cho các bà một món quà vĩ đại. Các bà ra mồ và điều gì chúng ta thấy các bà đang lo lắng lắm. coi trước làm sao ai tả đẩy cái tảng đá ra để các bà có thể bước vào trong mồ được. Tảng đá to nặng như vậy. Nhưng mà tảng đá to nặng đó đã không chèn ép được niềm hy vọng của các bà. Chúa đã đẩy tảng đá đó ra khỏi cái mồ đó. Và cũng nói cái khác là Chúa đẩy cái tảng đá đè nặng trong tâm hồn của các bà. Làm cho các bà thất vọng, làm cho các bà u buồn. Chúa đã đẩy cái tảng đá ra khỏi mồ và ra khỏi tâm hồn của các bà. Chúa đã cho các bà nhìn thấy một ngôi bồ trống. Và sứ thần của Chúa đã nói rằng Đức Giêsu Kitô đứng các bà đang tìm đã sống lại rồi ngài không còn ở đây nữa. Chúa Giêsu phục sinh đã mang lại một cái hy vọng lớn lao đến mức độ các bà chưa cảm nhận được, chưa hiểu được, cho nên các bà đã sợ hãi. Thì sứ thần đã khích lại các bà gì? Đừng sợ, đừng sợ. Tất nhiên là các bà uh, Nghe như vậy nhưng mà vẫn còn sợ lắm Kết thúc bài tin mừng nói rằng Các bà sợ hãi bỏ chạy đi Và không dám nói với ai điều gì cả Các bà chưa hiểu được Đó. Cái niềm hy vọng quá lớn lao Rồi các bà chưa có có khả năng Để mà suy xét được à, Thấu đáo được Các bà chỉ biết sợ hãi thôi Kính thưa quý quỷ cuồng bà anh chị em Tình yêu thật sự mang cho chúng ta hy vọng Chúng ta hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta hy vọng vào lời hứa của Chúa bởi vì Chúa luôn trung thành trong lời hứa của Chúa. Chúng ta thấy rằng khi nguyên tổ phạm tội Chúa hứa ban đứng cứu thế đến, biết bao nhiêu thời gian trôi qua, hầu như con người đã quên đi cái lời hứa của Thiên Chúa và nghĩ rằng chắc là Chúa cũng nói vậy thôi nhưng mà không bao giờ xảy ra bởi vì đã biết bao nhiêu những biến cố thăng trầm xảy ra với dân tộc Do Thái. Nhưng mà Chúa luôn trung thành với lời Chúa hứa. Đứng cứu thế đã đến trần gian mang thân phận con người. Và đứng cứu thế đó đã chết và đã sống lại để chuộc tội cho con người. Cho nên vì vậy mà các bà và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta phải hy vọng. Hy vọng không bởi vì chúng ta thấy cái gì, không bởi vì chúng ta nghe cái gì ở đâu cả. Mà chúng ta tin vào lời hứa của Chúa. Những gì Chúa hứa, Chúa sẽ làm. Và Chúa hứa cái gì? Chúa hứa rằng Chúa sẽ ở cùng chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế. Chúa hứa rằng Chúa sẵn sàng tha thứ khi chúng ta ăn năn sám hối. Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban ơn cứu chuộc cho chúng ta khi chúng ta tin tưởng vào Chúa khi chúng ta đến với Chúa. Cho nên kính thưa quý cụ ông bà chị em, đêm vọng phục sinh này mang cho chúng ta một cái niềm hy vọng vĩ đại. Đêm hôm nay đã mang lại cho chúng ta hy vọng từ trong đêm tối ánh sáng phục sinh của Chúa đã bừng sáng lên. Trong đêm tối của tội lỗi, của đau khổ, của chiến tranh, của thất vọng thương bà anh chị em Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, tôi cũng như bà anh chị em Có lẽ có những lúc chúng ta đã có những đau khổ Đau khổ triền miên, không phải đau khổ một ngày, hai ngày Mà có những người đau khổ nhiều năm và có thể cả mấy chục năm Và có những cái đau khổ mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không thể vượt qua được Chúng ta hoàn toàn bi quan thất vọng Chúng ta đau khổ, chúng ta giàn vặt Chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể mà vẫn không thay đổi được cái tình huống đau khổ đó. Có những người đã đau khổ biết bao nhiêu năm vì chồng, vì vợ, vì sự phản bội trong tình yêu. Có biết bao nhiêu người đã đau khổ vì thất bại trong công an việc làm, trong con đường sự nghiệp, trong việc học hành. Có biết bao nhiêu người đã đau khổ trong bệnh tật, tinh thần cũng như là thể lý. Biết bao nhiêu người đã đau khổ vì bị phản bội, bị vu oan cáo vạ. Biết bao nhiêu con người đã đau khổ vì không được đối xử như một con người. Bị người ta lạm dụng, bị người ta đánh đập, bị tù đầy. Và chúng ta thấy ngày hôm nay còn biết bao nhiêu người bên Ukraine, biết bao nhiêu người ở bên Holy Land, bên đất Thánh vẫn còn đau khổ vì chiến tranh. Vợ mất chồng, mẹ mất con gia đình tan nát chia rẽ rất những nhiều đau đớn và có thể rằng có những cái đau đớn mà chúng ta thấy rằng sức con người không thể nào thay đổi được thì thương bà anh chị em ngày hôm nay trong đêm vọng phục sinh này Chúa đã cho chúng ta một niềm hy vọng rồi Chúa đã cho chúng ta một niềm hy vọng rồi bởi vì Chúa luôn trung thành với những lời Chúa hứa và tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi chúng ta có thể thay đổi Trời đất có thể thay đổi Nhưng mà tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta Thì không bao giờ thay đổi Cho nên chúng ta phải hy vọng Đêm hôm nay là đêm hy vọng Đêm phục sinh, vọng phục sinh Là đêm của hy vọng Hy vọng ở cái điểm như thế này Thưa ông bà anh chị em Trong cuộc đời của chúng ta Có lẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ mất hết tất cả những gì chúng ta mong ước, những gì chúng ta có hoàn toàn mất hết. Chúng ta trắng tay, chúng ta không còn gì nữa. Và không những không còn gì nữa mà có khi chúng ta còn phải đau khổ, còn phải ô nhục, còn phải tủi nhục nữa. Nhưng mà nếu chúng ta bám vào Chúa, tin vào Chúa thì chúng ta sẽ có niềm hy vọng. Và chúng ta không bao giờ mất Chúa. Bởi mà có Chúa thì có tất cả thưa ông bà anh chị em. Chúng ta có thể mất tất cả. Nhưng nếu chúng ta có Chúa thì chúng ta sẽ có tất cả. Cho nên tôi cũng như ông bà anh chị em, nếu ai trong chúng ta giờ này đây đang đau khổ vì chúng ta cảm thấy chúng ta mất mát quá nhiều, hay đang đau khổ vì cái những gánh nặng trong cuộc đời của chúng ta trong hôn nhân của chúng ta đang quá nặng, hãy bám vào Chúa như các bà à, trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi các bà luôn trung thành với Chúa, bám vào Chúa, ngay cả khi Chúa chết rồi các bà vẫn trung thành đến với Chúa bám vào Chúa thì niềm hy vọng của Chúa đã nâng các bà lên. Và chúng ta hãy nghe lời của sứ thần nói với các bà cũng như nói với tôi và nói với ông bà anh chị em trong đêm hôm nay, đừng sợ. Và có một nhà chú giải thánh kinh đã nói rằng trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước có 365 lần lời của Chúa nói rằng đừng sợ hay nói cách khác rằng Chúa biết rằng con người chúng ta yếu đuối và chúng ta có nhiều điều lo lắng sợ hãi lắm. Cho nên mỗi ngày Chúa đều muốn nói với chúng ta rằng đừng sợ. Như lời của Chúa Giêsu đã nói với phê -rô, khi ông đi trên mặt nước rồi ông sụt xuống đấy. Chúa Giêsu nói thầy đây đừng có sợ gì cả. Hay là khi Chúa hiện ra với các tông đồ rồi công sợ tướng là ma thì Chúa Giêsu nói gì? Thầy đây đừng sợ. Đừng sợ. Thế là hôm nay trong đêm vọng phục sinh này Chúa nói với mỗi người chúng ta đừng sợ Đừng sợ ở đây không có nghĩa rằng không có đau khổ Không có chiến tranh, không có loạn lạc Đừng sợ ở đây không có nghĩa rằng không có những oan trái Không có những đau khổ, đau bệnh tật Mà đừng sợ ở đây là gì? Là trong bất cứ hoàn cảnh nào Trong bất cứ tình huống nào Chúa luôn ở với chúng ta Và Chúa luôn yêu thương chúng ta Và Chúa luôn luôn cứu chúng ta theo cái cách của Chúa theo cái thời gian của Chúa. Miễn rằng chúng ta bám chặt vào Chúa như những người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay. Kính thưa quý cụ của bài bà anh chị em. Chúa đã chết và Ngài đã sống lại. Trong lịch sử nhân loại chưa có ai chết mà có thể tự mình sống lại được. Chỉ có một mình Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Và nếu Đức Giê-xu Kitô đã chết và đã tự mình sống lại. Ngài đã vượt được qua cái mà có thể là con người sợ hãi nhất thì không có việc gì mà thiên chúa không làm được và nếu như có một thiên chúa là đứng quyền năng không có việc gì mà thiên chúa không làm được mà nếu như chúng ta có một thiên chúa luôn luôn trung thành trong mọi lời chúa hứa thiên chúa luôn luôn trung thành trong tình yêu của ngài một thiên chúa luôn luôn yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô bờ bến bằng một tình yêu vĩ đại thì không có cái lý do gì để cho chúng ta ngày hôm nay không có hy vọng thưa ông bà anh chị em tình yêu là hy vọng tình yêu của Thiên Chúa mang cho chúng ta hy vọng và Chúa muốn chúng ta hãy nuôi dưỡng cái niềm hy vọng đó trong tâm hồn của chúng ta mỗi lúc chúng ta gặp khó khăn thử thách hãy đến với Chúa hãy đụng chạm vào Chúa để đón nhận niềm hy vọng đó và hãy chia sẻ niềm hy vọng đó cho toàn thế giới trong bài tin mừng ngày hôm nay khi sứ thần nói với các bà rằng à, hãy đi đến và Chúa sẽ gặp các ông ở nơi mà Chúa đã nói trước hay nói khác là gì là Galilea mà nếu chúng ta biết rằng Galilea là một thành phố rất xa ở phía bắc xa Jerusalem và cũng là cái nơi mà có rất nhiều những cái xác dân khác nhau sống ở đó thì lời của chúa ngày hôm nay có lẽ cũng có ý muốn nói với chúng ta là gì niềm hy vọng phục sinh niềm hy vọng của đức tin không chỉ dành riêng cho những người công giáo không chỉ dành riêng cho những người môn đệ của chúa không chỉ dành riêng cho những người do thái mà là cho tất cả mọi người cho tất cả mọi người dù người đó là anh chị em phật giáo hay là anh chị em người hồi giáo hay là anh chị em ấn giáo niềm tin niềm hy vọng phục sinh là cho tất cả mọi người cho người sống cũng như cho người đã chết cũng được niềm hy vọng sống lại như uh, trong kinh tin kính chúng ta có đọc đấy trong đêm nay khi chú chết rồi chú xuống ngục tổ tông để đưa các thánh lên thiên đàng cho nên niềm hy vọng này không chỉ giới hạn cho người sống mà cho cả người chết niềm hy vọng này không giới hạn cho những người công giáo mà là cho tất cả mọi người. Mọi người đều có thể hy vọng, đều có thể tin tưởng, đều có thể phó thác vào Chúa và nếu ai tin tưởng vào Chúa, phó thác bám chặt về Chúa thì cái niềm hy vọng, chân chính niềm hy vọng sống lại, niềm hy vọng của sự sống vĩnh cửu sẽ là của người đó. Lạy Đức Giêsu Kitô, là niềm hy vọng của chúng con. Chúa đã chết và sống lại, Chúa là niềm vinh dự là quyền năng của Thiên Chúa, là niềm hy vọng của chúng con, là niềm hy vọng đặc biệt của những con người đau khổ, những con người đang lầm than. Trong đêm hôm nay, Lạy Chúa xin nhóm lượng niềm hy vọng trong tâm hồn mỗi người chúng con. Để rồi chúng con biết tin Chúa, biết yêu Chúa, luôn biết bám chặt vào niềm hy vọng đó, sống niềm hy vọng đó mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng con. Và cộng tác với ơn của Chúa để mang niềm hy vọng đó cho tất cả mọi người cho tất cả anh chị em để đổi cả thế giới này dù rằng chiến tranh vẫn còn đó thiên tai vẫn còn đó tội lỗi vẫn còn đó sự ác vẫn còn đó nhưng mà tất cả tội lỗi sự ác đó không phải là tiếng nói cuối cùng như hôm qua chúng ta trong ngày thứ sáu thứ đã nhìn thấy những cái sự xấu xa kinh tởm ghê gớm của tội lỗi nhưng mà ngày hôm nay ngày chúa đã phục sinh rồi cho nên những sự giữ đó, những sự tối tăm đó không là tiếng nói cuối cùng mà cuối cùng Thiên Chúa sẽ chiến thắng cho bạn chị em. Cho nên đừng sợ. Đôi khi chúng ta thấy rằng sự giữ càng ngày càng lấn át trong cuộc đời, trong xã hội của chúng ta. Chúng ta nhìn vào thế giới, nhìn vào xã hội có biết bao nhiêu điều để làm cho chúng ta lo lắng và bi quan. Nhưng mà trong đêm phục sinh này, chúng ta hãy gạt tất cả sang một bên. Chúa biết tất cả những gì đang xảy ra và Chúa luôn luôn hiểu được những gì đang xảy ra và Chúa vẫn đang làm chủ mọi tình huống, làm chủ mọi tình hình. Có những lúc gần như rằng không có thấy bóng dáng của Thiên Chúa, không có niềm hy vọng nhưng trong đêm Phục Sinh ngày hôm nay như tôi nói, Chúa đã vượt qua tội lỗi cái chết thì không có cái gì mà Chúa không làm được cả, cho nên hãy hy vọng. Xin Đức Kitô nhóm niềm hy vọng đó giữ niềm hy vọng đó trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và giúp cho chúng ta sống trong hy vọng và chia sẻ niềm hy vọng cho mọi người kính chúc quý cô ông bà anh chị em một đêm vọng phục sinh, một đêm thánh huy hoàng rực rỡ, tràn đầy niềm vui hạnh phúc và yêu trong hy vọng.